nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay con trả quả. Mình đã trả quả rồi, mình đã trả hết nợ rồi, thì tâm thành tâm cầu nguyện chư Phật để gia hộ cho con mau siêu thoát. Kiếp sau nếu làm người thì sẽ làm người hoàn thiện hơn. Chứ bây giờ giận hờn trách móc hay là thù oán thì cũng chẳng làm được gì hết. Nghiệp chướng là nên mở nên cõi, không nên cột. Biết đâu kiếp trước con nợ người ta, bây giờ kiếp này cũng trả. Gọi là trả dây, trả dây. Vậy nó cũng muốn đốt nhang ở đây á. Thì mình cứ để vậy nó đốt tập thể, chứ cứ mỗi em mở cái lương nhang này nó chật chội dữ lắm. Chật. Dạ, cứ một khu vậy là mình tượng trưng cho một cái lưu hương. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại quyền kế sách của tỉnh Sóc Trăng để cùng với lại chú Xuân để đến viếng thăm nghĩa địa của các bé thai nhi đó. Hôm nay thì mấy anh em đến đây cũng có làm một số thủ tục để cúng cho các vong linh của các bé. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là chú Xuân, người mà 27 năm làm từ thiện, và chú phát tâm làm những cái phần mộ cho các bé như thế này. Mình cúng rồi nó dám ăn, còn mình cúng nó không dám ăn đâu. Dạ. Nên mình để ra phía sau cái phòng đó đó. Chứ mình chia ra mình cúng nhiều bữa đó. Ở đây hiện nay tổng cộng là bao nhiêu bé chú? Dạ 367 đứa. À. Đây đây nè, tới đây này. Sắp sao chứ? Để không có bỏ ra chú sắp kìa. Không, mình không biết. À, để cho chú sắp đi Phong. Trong khi đợi chú sắp để mà cúng thì chắc có lẽ là mời cô bác quý anh chị qua xem phần mộ của các bé. Ở đây có những cái tấm bia nhỏ trước cái phần mộ các bé nó lên nguyện thấy không? Đây. Đây bên đây. Tổng cộng là 360 bé. Ở đây là chè 27 bé. Hôm nay mấy ly hồi nãy con rửa chưa hả? Dạ con lấy khăn giấy con lau rồi. Bây giờ rửa mấy cái ly đi. Nước hả? Cúp điện cúp nước. Rồi con cứ lấy cái thùng vô, con bỏ hết ly vô đi. Lấy cái thùng đó đó. Rồi. Để bên này 3 cái, bên này 3 cái. Cái đoạn đường đi xa như thế thì mỗi một tuần là chú đi bao nhiêu ngày chú Xuân? Dạ có khi một tuần đi đủ luôn. À. Rồi có khi đi hút luôn, chẳng hạn như sáng có, chiều có, mình phải đi chứ đâu để được. Dạ. Còn có khi 3-4 ngày không có. Có khi 5-7 ngày cũng không có luôn. Có khi thì nó tới 6 đứa một ngày lắm. Nó không có vô chừng lắm, không biết như thế nào mà ấn định được hết. Cứ có là mình đi à. Dạ. Chú làm cái công việc này bao nhiêu năm rồi chú? Dạ cái này chắc hơn 4 năm rồi. Bắt đầu năm 2016 thì mình đã xin đất rồi. Rồi mình làm trong vòng cái năm 2016 qua năm 2017 mình mới nhận được em bé rồi. Lúc đầu cũng khó nhận lắm, người ta sợ mình, người ta không biết mình thuộc thành phần nào. Cho nên mình xin nợ ta cũng cho nữa. Mình thu 4-5 đứa vậy cái tới mấy cái chỗ mà mình ghi có đó. Mình vô mình cũng trình bày ý kiến đàng hoàng. Cái này là mình chúng tôi là chỉ có muốn thể hiện cái lòng từ bi thôi. Gồm những cái em mà bị hư đó, bị chôn thôi. Nhưng mà thật sự cái chỗ người ta không có cho. Ta sợ. Cái chuyện là tế nhị lắm. Chỗ làm ăn của họ. Cái duyên nào mà chú lại phát tâm làm cái công việc này hả chú? Nó đủ thứ chuyện hết rồi. Dạ. Nói chung lại là hồi xưa tôi cũng ở Nha Trang đó. Rồi tôi lên mạng tôi coi, tôi thấy cái chú đó, chú cũng khó hơn tôi mà chú còn làm được cái nghĩa trang này, mới vì mình khá hơn ổng mà sao mình không làm. Dạ không, mình mời nó vô đi. Cái này là chú tự nấu hả Phong hả? Dạ ở chùa nấu ạ. Chùa nấu hả? Dạ. Bữa nay chùa họ nấu, họ phát cho Phật tử trước để Phật tử cúng cho ngày mai rằm, không có điều kiện để mình nấu. Cái phần cúng của các bé thì nó có sữa chú ha. Dạ. Sữa bánh nước.
Bông là chú hái gần đây luôn. Đó, bông của mình trồng đó mà. Bữa nay tới mùa mưa nó hư sao chứ, cái mùa nắng nó tốt dữ lắm à. Bông đẹp. Dạ. Anh em được phụ chưa? Dạ. Cắt màu đỏ nữa con. Chú cắt màu đỏ nè. Kéo xuống. Chú. Mỗi một phần như thế là có bánh sữa với lại nước suối chú ha? Dạ. Ừ. Bữa nay có kiểm nữa. Dạ. Theo chia sẻ của chú Xuân thì chú năm nay 72 tuổi. Các bé mà về đây đó có nơi ăn nghỉ thì năm nay thì chú làm được gần 4 năm. Chú bắt đầu công việc này từ năm 2016. Và hôm nay thì đến đây mình với lại Nhân, Phong và cùng em Lê Nguyễn đến đây sẽ phát tâm để mà cúng cho vong linh của các bé. Cái công việc đầu tiên đó là chú chuẩn bị để mà phần cúng cho các bé. Đặc biệt là rằm tháng 7 mình cúng lớn lắm à. Còn những cái rằm như rằm tháng 10 này nè, mình cũng đơn giản thôi. Ở đây thì mình thấy là đề tên là vô ưu. Dạ dạ. Vô ưu 1, vô ưu 2, vô ưu 3 và kèm theo đó chính là ngày sinh tử. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho tất cả chư vũ ưu từ số 1 đến số 367 họ tâm quy pháp danh niệm một. Muốn mong chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho vong linh vũ ưu thiền não luận tuyệt nghiệp chứng chư trời tất cả mọi người thầy siêu sanh lạc quốc. Giới vong linh vũ ưu từ số 1 đến số 367 hôm nay có các chú ở trong thành phố Hồ Chí Minh có nhã ý về đây thăm các con, sau là có mua bánh nước sữa để cúng các con. Cũng mong các con nghe lời ông dạy, cố gắng niệm Phật để cầu xin chư Phật gia hộ cho các con mau siêu thoát nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay con trả quả. Mình đã trả quả rồi, mình đã trả hết nợ rồi thì tâm thành tâm cầu nguyện chư Phật để gia hộ cho con mau siêu thoát. Kiếp sau nếu làm người thì sẽ làm người hoàn thiện hơn. Thế bây giờ giận hờn trách móc hay là thù oán thì cũng chẳng làm được gì hết. Nghiệp chướng là nên mở nên cỗi, không nên cột. Biết đâu kiếp trước con nợ người ta, bây giờ kiếp này cũng trả. Gọi là trả dây trả dây. Bây giờ mình trả hết nợ rồi, mình không cần dây nữa ha. Nếu mình không muốn dây nữa là tâm mình thanh tịnh, đừng có giận hờn kiềm trách ai hết. Dù sao thì họ cũng là cha mẹ mình. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. À, giờ ông tụng kinh cho các con nghe ha. À, các con niệm Phật theo ông ha. Phật con quyết định chớn ngôn Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điền Già Đa A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tăng Tam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đê A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật. Cái bài kinh đó là cái bài gì hả chú ha? À, chủ yếu là cho nó vãng sanh. Dạ. Cái chú vãng sanh đó là mình chỉ cầu nguyện nó vãng sanh. Mình chỉ cần đọc ba chú ba biến chú vãng sanh rồi mình dạy nó niệm Phật theo mình. Dạ. Nó đơn giản thôi chứ mình tụng nhiều quá nó cũng chẳng hiểu.
nó cũng chẳng nghe, đơn giản mà mình nói dễ hiểu. Dạ. À, hôm nay thì mình gặp chú treo những cái bảng là nơi chú ghi các bé mà chú nhận ở đây. Và đến đây thì đến nay thì ở đây có tổng cộng là 367 em. Cái chữ ở đây là chú để vô u. Dạ. Tất cả đều là vô u hết. Dạ dạ, vô u hết. Dạ. Cái tên của nó đó. Dạ. Nó thêm cái pháp danh liễu ngộ nữa. À. Tất cả mọi em đều có cái pháp danh hết. Vô u là nghĩa là gì chú ha? Vô u là cái tên của nó. Dạ. Cái tên của nó là mình muốn nó là nó không phiền giận hờn trách một ai hết. Vô là không, u là không phiền giận đó. Dạ. Mình muốn nó như vậy. Còn cái pháp danh đó là trụ trì chùa Tùng Thiên cho. Dạ, ở đây con thấy là trên cái bảng này thì được 291 em, và bên đây nữa nè. Dạ dạ. Là 330. Dạ, nó còn 37 em nữa chưa. Dạ. Có lên bảng được. Dạ. Ở đây là có cái ngày của chú nhận hả chú hả? Dạ, cái ngày mà nó mất á. À, ngày giờ nó mất. À, 13 chẳng hạn như đây nè. À, có ngày giờ mất của các bé hết luôn. Dạ dạ. Và có địa chỉ của các bé nè. Dạ. Ví dụ như Cần Thơ, năm tuần sáu ngày chú đều ghi hết. Dạ, dạ. Dạ. Mình chỉ lấy cái quê hương của gia đình đó thôi. Dạ, bây giờ tụi con thì mời chú ra đây. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, bây giờ hiện tại là mình mất có hai khu. Nó một khu là từ số 1 đến số 122. Dạ. Là khu A. Khu B nó là từ 123 đến 262 là nó cắt ngang từ đây nè. Rồi còn cái khu C là từ đây tới nè. Nhưng mà khu C mình làm chưa xong. Dạ. Nó có hai tấm bảng á. Mỗi một khu như thế thì mình để cho xương hương ở các khu hết hả chú à? Dạ, mình thật sự cha mẹ nó cũng muốn đốt nhang ở đây. Ừ. Thì mình cứ để vậy đốt tập thể chứ cứ mỗi em mở cái lương nhang này nó chật chội dữ lắm. Chật. Dạ, cứ một khu nghĩa là mình tượng trưng cho một cái lương hương. Dạ. Hôm nay tụi anh các tâm đến đây thì tình cờ biết được các em ở đây. Xin đến đây có một chút lòng thành cúng cho các em và thắp cho các em những miếng nhang. Cầu cho các em luôn luôn được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi chân hương một cây hay sao? Bên này anh hùng bên đó. Ừ, em ở dưới đó đi nha. Chú ơi, ở đây thì con thấy rất ít bát hương là có những cái phần này là có các cháu hết chưa chú? Có hết chưa chứ? Ở đây là có hết đúng không? Cái nào có cái đống bộ là có rồi. Ý của Phong là tại sao là mình chú thì có chia sẻ rằng là để nhiều quá thì nó sẽ ngợp. Mà có thể làm một cái biển thôi, để bắt hương chung hương vậy thôi. Để hương có người nó sẽ dễ là có người. Tụi anh đến đây thì cũng giếng các em. Mong các em sẽ an lạc và siêu thoát. Tương đương với một viên gạch luôn á. Dạ, hôm nay thì tụi con có một cái duyên đến với Nghĩa Trang ở đây và gặp chú Chính, một người làm cái công việc mà không phải ai cũng dám làm mà không phải ai cũng làm tốt được như chú. Thì tụi con xin có một ít cái tấm lòng. Ở đây có kênh của anh Bùi Hồ, xin ủng hộ cho chú 500.000. Anh Phong Bụi ủng hộ cho chú 500.000. Và quý mạnh thượng quân của kênh con xin phép ủng hộ cho chú 2 triệu đồng. Hy vọng là một cái phần nhỏ thôi để góp vào cái một cái quỹ để giúp cho các bé ở đây. Dạ, con xin cảm ơn chú ạ. Dạ, xin đại diện các thầy nhi trước tiên là chúc các chú khỏe mạnh và cảm ơn
tấm lòng của quý vị đã giúp một phần kinh phí để mà các em mỗi ngày cái nghĩa trang đẹp thêm. Dạ. Cuối cùng là xin chúc các chú thân tâm an lạc, sự kiện thêm. Mong cho chú thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Lần sau xuống viếng thăm thấy chú vẫn khỏe như vậy. Dạ.